Linh xin xin lót kiếm người yêu luôn á, mà đói đến nào cũng có luôn á. Alo, ai kiếm người yêu vậy? Tôi nè. À. My name boss của thế là alo. Tôi gãi cho ba chút lượng vậy nè. Có cái xin cái tới tới Tết còn có gãi đi coi bóng pháo bông nghe đâu. Má ơi, cà lông quá. Bà số 2, bà đọc tên bà cho tôi nghe con. Nghe. Tôi tên My bà ơi. Đọc hết luôn. Mikami yêu yếu. Tên dễ thương không bà? Nhức nát. Số 3 ơi. Ơi, số 3 nghe. Số 3 có yêu chưa? Chưa, còn đang kiếm slot. À. Xanh cỏ. Số 3 tên gì? Số bà tình gì? Yêu mới nói, không yêu không nói đâu. Thì nói trước đi rồi yêu sao? Ồ, bây giờ yêu trước đi nói sao? Vậy đi ông á. Tôi đang kiếm chỗ nào xa xa, anh em ngồi thật sự tới gì vậy? Nhảy trong trái tim của tôi nè, trời ơi. Tôi nghe nhiều lắm rồi, tôi nghe quen lắm. Quen gì không biết à? Tôi nhảy vô xong đá tôi ra không à? Đâu có đâu, ông nhảy vô tôi nhốt ổng chổng luôn hà. Không có đá ra đâu. Vậy ha, chắc cứu chưa? Mai đăng ký xảy nhà kế bên luôn á. Thiệt mà. Thiệt không? Thiệt. Tính địa chỉ rồi, mai qua xin mẹ bà ăn cơm ké rồi. Ăn cơm ké hả? Ăn khác mới cho, mà ăn cơm mới cho. I need a weapon. Ui. Chẳng gì. Tôi thích rồi đó. Thích rồi đó. Tôi thích cặp này rồi đấy. Cho thử có gần số 2 của boss này, số 2. Ăn nè số 2 ơi, boss nè. Vậy đây. Quên bạn luôn mẹ chưa rồi đấy, số 2 không. Đây. Ủa? Ôi trời. Nè, cái sao nè. Đâu, tôi đâu bắn cái đó đâu. Bự quá, tôi không bắn được ông ơi. Đấy. Tại sao lại bự quá? Tôi... Lý do tại sao lại bự quá? Tôi thích bắn mấy cái chớp nhỏ nhỏ à. Bự quá, tôi không có dám bắn. Ủa sao không cho tôi? Vậy nó lại khác nhau rồi, À vậy ông thích mấy cái bự phải không? Vậy là ông thích mấy cái bự phải không? Chào chẳng hạn như mà tôi không thích mấy cái bự mà của tôi nó bự, ai biết đâu được, đúng không? Cái gì vậy trời? Ủa? Cái của ông? Tay bự, chân bự, cái bắp đuổi bự. Em chưa 18 quý vị ơi. Em chưa 18 quý vị. Quý vị nghĩ sâu xa quá, trở lại số 2 rồi. Đúng quá, suy nghĩ sâu xa rồi các bạn ơi. Số 2 ơi. Ơi. Số 2 ở ngoài tình thiệt là gì đó? Số 2 tên tôi hả? Tôi tên My ông ơi. Vậy số 3 tên gì? Thôi nói, ông thầy bói chỗ tôi, ông nói á. Thằng nào tôi tên Huy mà góp với tên My nữa là giàu lắm luôn á. Đấy, bắt đầu rồi đấy. À, vậy hả? Đúng rồi. Không kêu mà dạy như mà quen đời qua sang năm thường đi. Là tới năm sau nữa là giàu luôn. Đó, không kêu vậy đó. Boss hả? Boss. Làm hết hồn hả? Làm bể bóng luôn vậy? Dị má, đang con trai bể bóng. Phải không số 3? Mẹ hết hồn mà. Đâu đó số 3 kìa. Không bãi gì. Đã bãi hay không bãi gì. Xác định rồi là xác định luôn đúng không? Tôi tưởng bà số 2 tự nhiên đang con trai bể bóng là thôi rồi. Đâu có, tôi nói ông số 3, ông bị bể bóng. Tôi gái thẳng bà ơi. Tôi sợ số 3. Tôi hơi quẹo xuống thôi. Để tôi bẻ cho nó cong để quá luôn. Lâu lâu thôi. Để tôi.
quéo lắm, con quéo luôn mà nói. Để tôi bẻ cho nó thẳng lại nha. Chào đâu nghe lại man. Bảy bạn man. Tôi nhầm. Man. Man lì. Man lên. Nó xèo rồi ông ơi. Nói cái hồi quéo luôn. Tôi sợ số 2 không chịu kìa. Chịu hết ông ơi. Đấy thấy chưa? Mày người ta chịu vậy rồi mà ông còn mẹ chăm lên. Vậy số 2 có sợ một người bắn dở chơi game chung không? Mark the location. Quan trọng gì đâu ông ơi. Ủa hồi nãy ông nói tay ông to mà. Số 2 ơi. Ơi. Số 2 có chịu số 3 không? Có, chịu hết hà. Có dụ tôi không? Tại tôi thật thà lắm ấy nha. Thật đâu có, tôi sợ ông không có thẳng thôi à. Chết rồi, dây rồi, dễ tính rồi. Vậy bây giờ có thẳng không? Thẳng chứ. Hồi trước chơi với anh em cong cong xíu chứ giờ có người yêu thẳng liền chứ. Ui, có. Chết rồi. Giờ này là ba xích xua rồi hả? Nào cũng chơi được chứ hả? Hồi trước tại biết sao không? Tại hồi trước chơi với con trai mà mình làm y tá á. Lý nó không trong. Giờ có người yêu rồi mình phải mạnh mẽ lên. Không sao ông ơi, có gì thì tôi nặng cho nó thẳng ra. Thẳng cái giới tính ông ra.